Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ review cho các bạn về dự án Apple Project. Đây là một dự án mà hiện nay thì đang rất là thú vị. Dự án này thì tập trung vào tài chính crypto, tức là tài chính về tiền điện tử. Nay dự án thì đang trong giai đoạn sale bắt đầu. Đây là đợt sale thứ 2. Thời gian bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 cho đến ngày 10 tháng 8. Hash kép của đợt này sẽ là 11.000 Ether, tương đương nó là 3,35 triệu đô. Giá của một token là 0,00215. Bạn có thể mua token này bằng Ether Bitcoin với giá của ngày 14 tháng 7. Hiện nay thì số tiền tối thiểu bạn có thể mua là 0,5 Ether và 0,05 BTC. Max nó là không giới hạn. Các thông tin về dự án có cập nhật trên Twitter, Facebook hoặc KakaoTalk này, GitHub và thông tin khác, các bạn có thể cập nhật thông tin. Dưới đây đó là sơ đồ về cái phần thời gian, đó là bán hàng của dự án này. Đợt pre-sale này đã đóng rồi. Đợt pre-sale thứ hai cũng đóng. Đó, bây giờ hiện tại thì đang đó là trong giai đoạn đó là sale, đợt sale lần thứ hai. Sale lần thứ 2 thì bắt đầu từ 16 tháng 7. Vậy là đợt này là đợt bán cuối cùng của dự án này. Chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa thôi là đợt bán sale token này sẽ kết thúc. Các bạn nên nhanh chóng có thể mua được token này. Đây là một vài thông tin mà vừa nãy mình đã trao đổi rồi nha. Hiện nay thì đối với dự án Apple Project, chuyên trách ICO đạt 5 sao. ICO Mat đạt gần như là gần 5 sao. ICO Holder đạt khoảng 4,9 hoặc 4,8. Vinco, Fosco, nói chung là tất cả con số này thì đều là khá là đẹp, khá là lớn. Đối tác hiện nay của dự án Apple Project như là Bitbank này, Daylight, Dow Jones, IBCity, Corel và rất nhiều các đối tác khác của dự án. Định nghĩa lại cái phần cuộc cách mạng lần thứ tư với một cuộc cách mạng mới đã bắt đầu với công nghệ blockchain. Sứ mệnh của Apple Project sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính blockchain tích hợp tất cả các tài sản mật mã sẽ được quản lý thông qua các hợp đồng thông minh. Dự án ABLE là nền tảng tài chính crypto phân cấp thực sự. Mục tiêu của dự án đó là thiết lập lên nền tài chính blockchain để quản lý tài chính và tài chính mật mã. Vậy tại sao lại là Apple? Tài chính đầu tư cho vay mức lương điểm tín dụng. Với đầu tư thì có hợp đồng ISO, hợp đồng thông minh. Đối với phần thanh toán thì có thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ. Tài khoản ABLE cho phép tài chính đầu tư thanh toán trên một nền tảng duy nhất. Với công cụ tài chính thì có công cụ P2P đầu tư cho vay, hợp đồng thông minh tiền lương, quản lý tài sản thì sẽ có ICO hợp đồng đầu tư thông minh và Mutual Fund Smart Contract, tức là nền tảng đầu tư tài chính dựa trên DEX của ABLE. Đây là video giới thiệu về dự án. Đây là một trong các bài báo về phần thông tin về dự án. Ví dụ như các bạn có thể so sánh tài chính của crypto ABLE với Pancreas hoặc Polypod thì các bạn có thể thấy gần như là đối với dự án này thì tất cả phần nền tảng khác sẽ là không này. Thông tin rủi ro thì là thấp. Thị trường thì toàn cầu, tiền tệ được bảo hiểm đó là tiền điện tử này. Tiền tệ ổn định nhất đó chính là đô la hoặc là APLE. Giấy phép thì cũng đang chuẩn bị để có. Đội ngũ của dự án như là Mít Kim, chuyên gia tài chính có kinh nghiệm tại dịch vụ thuế quốc gia và nhóm tài chính của Samsung. KT Kim CTO, chuyên ngành kỹ sư điện tại CAT, làm việc tại SK Kunik. Ông VH Lee, phụ trách CSO, là một truyền giáo dựa trên kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn Hyundai.
Các thành viên khác như Kim này, Lee, nhà phát triển web FP Hậu. Đây là đối ban cố vấn của dự án. Với các phần thông tin mới nhất được cập nhật ở trên website của dự án như là về ứng dụng, cấu trúc, API, cơ sở nền tảng hạ tầng. Mở các mục về điều khoản của token. Điều khoản sẽ phần phân phối token. Bán công khai sẽ là 15 tỷ. Phần giữ lại sẽ là 3,75 tỷ. Ưu đãi sẽ là 2,5 tỷ. Nền tảng là 2,5 tỷ. Marketing thì sẽ là 1,25 tỷ. Đây là lộ trình của dự án. Hướng tới năm 2020 sẽ có dịch vụ nền tảng tài chính. Trên đây là những thông tin về dự án Apple. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.